Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Linh ngày hôm nay rất vui sẽ tiến hành tập hợp cây Roland E7 mới 100% để gửi về cho anh Quốc Huy với xưng họ đôi của anh là 7387 nha. Thì anh Huy đang ở quận Ngô Quyền của Hải Phòng. Cảm ơn anh đã cọc Trần Linh 5 triệu đồng. Thì chọn bộ Roland E7 bao gồm bao da, chân đàn đôi, USB, cài xăm lơ, nguyên thùng đàn mới 100% là 20.500.000 đồng. Anh đã cọc 5 triệu đồng rồi, thì còn lại là 15.500.000, cộng với tiền ship từ đây tới ngoài Hải Phòng là 250.000. Trần Linh sẽ đóng gói rất là kỹ lưỡng luôn để gửi về cho anh. Nhưng mà trước hết thì Trần Linh sẽ khui ra, thứ nhất là để kiểm tra, thứ hai là để cài đặt, thứ ba là ghi phí bảo hành nha. Thì hàng này là hàng chính hãng của công ty Việt Hương. Việt Hương là một trong những cái đại lý phân phối Yamaha ở Việt Nam nha mọi người. Chỉ đó là công ty độc quyền luôn. Có trục trặc gì thì sẽ đem ra cái trung tâm bảo hành của Việt Hương để được Roland bảo hành nha. Đó là cái đại lý ủy quyền của Roland ở Việt Nam. Rồi, cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ quay một vòng nữa và đọc luôn cái số series để anh an tâm nha. Đây, đây là hàng chính hãng công ty Việt Hương và đây là tem phụ ha. Năm sản xuất của nó là năm 2024. Đương nhiên cửa hàng Trần Lim không có bán hàng tồn kho, hàng quá đáp nha, hàng cận đáp đâu, không có bán đâu. Và số series của nó nè, A3Q6245 ha, 6245. Rồi bây giờ team Trần Lim sẽ tiến hành khui ra rồi cài dữ liệu. Thì cái quá trình cài dữ liệu của cây EA7 này nó mất rất nhiều thời gian, nó tầm là khoảng 45 phút nha. Rồi bây giờ thì team Trần Lim sẽ tiến hành khui nó ra. Rồi sau đó ghi thông tin của khách vào trong cái phiếu bảo hành của Việt Hương. Rồi, và chờ cho nó cài xong rồi sau đó tiến hành đóng gói rất là kỹ lưỡng. Mọi người thấy không, mua đồ mới xài cho nó an tâm. Mọi người ở xa mua đồ mới là an tâm nhất rồi ha. Đây là phiếu bảo hành nè ha, đây là phiếu bảo hành của khách nè, còn phần này là của Trần Lim giữ lại nè, phần đại lý giữ lại, còn cái phần này là dành cho khách hàng. Một lát Trần Lim sẽ ghi ngày mua vô. Thì ngày hôm nay là ngày 26 tháng 9, thì dự kiến 5-6 ngày nữa tới thì Trần Lim ghi là ngày cho ngày 5 tháng 10 luôn nha, cho trừ hao cho ảnh ngày 5 tháng 10 là ngày mua. Rồi tên khách hàng, địa chỉ, rồi hãng, số series Trần Lim sẽ ghi sẵn hết và đóng mộc vô luôn. Rồi ok, bây giờ nhân vật chính của nó đây, em lại em nói ha. Rồi, trong thùng đàn của Roland E7 có những gì? Dây nguồn, cục nguồn. Rồi giờ Trần Lim sẽ tiến hành khui dây cắm điện vô nha. Rồi Hiếu làm công tác này cắm điện dây. Rồi đây là nguyên thùng đàn. Thì trong thùng đàn nó có xốp bảo vệ rất là chắc chắn luôn. Còn đây là cái giá nhạc ha. Giờ Trần Lim sẽ cắt ra nha. Rồi ok, nó rất là chắc chắn mọi người ơi. Đẩy đi, chắc cái tim của lớp ở dưới ha. Đảo nguyên cái đàn lên luôn đi nè. Lấy này ra trước đã. Rồi, lấy cái giá để sách để đi. Đó lên nè. Quá đẹp luôn. Xuất sắc không? Mà lấy cái này ra trước nè, mở nó nha. Rồi, ok. Rồi, bóc tem nha, bóc tem nè. Trần Lim là tem nha. Sao à? Đúng rồi. Đã chưa? Cục vàng của anh Quốc Huy đã xuất hiện rồi. Rất là đẹp ha. Đó. Rồi bây giờ Trần Lim sẽ cắm điện lên vô nha. Rồi mở nguồn lên nè. EA7 đẹp dữ hả thầy. Mọi người thấy sang không? Đó, những dòng đàn này cực sang. Và ai mà biết chơi á
là sẽ rất là mê cái hệ phím của dòng E Roland này. Phím nó cứng, đánh sướng dữ lắm. Hai cái màn hình, một màn hình thao tác chọn điệu, một màn hình thao tác chọn tiếng. Rồi cái USB Trần Linh cắm và Trần Linh để sẵn ở trong đây luôn nha. Rồi vậy Trần Linh sẽ tiến hành cài dữ liệu nè. Menu, bấm qua B2, bấm qua Utility, bấm nút Restore nha. Restore là cái backup ở trong cái USB sẽ được nạp vào trong đây. Yeah. Rồi đó, quá trình cài này là nó mất tầm rất nhiều thời gian, mấy chục phút, gần cả tiếng đồng hồ. Do đó mà để tránh mất thời gian của mọi người á, thì Trần Liêm sẽ tua qua nhanh cái khúc này nha. Không, mọi người thấy không, nó chạy rất là lâu nha. Rồi mọi người, sau tầm là khoảng 45 phút thì máy nó báo hoàn tất rồi. Bây giờ Trần Liêm sẽ tắt nguồn và khởi động lại máy. Rồi mọi người thấy là máy nó đang khởi động, mà bây giờ Trần Liêm sẽ kiểm tra coi dữ liệu nó đã được nạp vào vô chưa nha. Rồi vô ha, đây là cái bộ dữ liệu của anh Trung Kiên nha mọi người. Dữ liệu rất là nhiều. Nghe rất là sạch nha, trống tụ rất ok luôn. Cha đây. Rồi giờ qua coi bằng tiếng nha. Rồi giờ Trần Liêm sẽ chỉnh lại chế độ hợp âm nha. Menu User Program Edit Arranger Setting Intellison. Rồi ok luôn. Rồi vậy là xong rồi đó. Tiếng rất là thật ha mọi người. Đó. Rồi ok, mọi thứ đã sẵn sàng. Tìm chưa? Trần Liêm cũng đã ghi cái thông tin của khách ha. Nè, ngày mua là Trần Liêm ghi cho khách là ngày 5 tháng 10 2024 luôn, trường hao với anh Huy ở Hải Phòng, số điện thoại Trần Liêm xin che lại nha. Rồi. A3Q6245, bảo hành 12 tháng. Rồi ha. Đó, Trần Liêm sẽ cho coi cái số series nè. Rồi lát Trần Liêm dán cái tem của mình vô nữa. Đây, số series nó nha. Rồi đó, thấy chưa mọi người? A3Q6245 chính xác ha. Rồi. Rồi bây giờ thì team Trần Liêm sẽ tiến hành dán tem, rồi sẽ đóng gói vô cái thùng cạc tông mà gửi về cho anh Huy nha. Mời mọi người, mời anh Huy cùng theo dõi quá trình đóng gói. Như vậy thì team Trần Liêm đã tiến hành đóng gói xong cây Roland E7 mới 100% gửi về cho anh Huy
ở Hải Phòng. Trần Liêm cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Hiện tại bên Trần Liêm còn những sản phẩm cũ và Trần Liêm báo giá cho mọi người luôn nha. Anh chị em nào coi được clip này thì mọi người có thể săn sale nè. Casio là K515 2.3 triệu. Cọt BA300 màn hình cảm ứng mọi thứ ok hết 7.5 triệu. Roland BK5 thanh lý 6 triệu. Rồi ngoài ra Trần Liêm mọi người thấy là còn rất là nhiều đàn SX600 ha. Giá trọn bộ của nó là 18 triệu. SX720 trọn bộ của nó là 31 triệu. Đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Rồi anh chị em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.